trường đại học bên này ha. Trường đại học dạy về nursing nè. Trường dạy nghề. Đang tuyển nhân viên nè. Lương từ 15 đồng rưỡi đến 16 đồng rưỡi. Nay mỗi bàn để cái bình bông nhìn dễ thương quá ha. Nó đổi chủ rồi sao? Ừ, nó sẽ xây dựng lại hôm bữa đó. Bên này là có ly rào nè, mà không biết trong giờ có cái gì trong đây. Có rào rồi. Cái phần ly rào ở đây có cái gì nè, tự nhiên nó lắp lại rồi. Chút nữa vô coi thử coi. Họ mới sửa lại nhiều lắm anh ha. Sửa lại khu khu góc này nè. Sửa lại cái lây rào luôn. Trước vô đây cái lây rào, giờ nó sửa lại cái này đây. Thôi lát mấy cái điểm reward. Ly cà phê này là 3.99 đó mình. Giờ đợi tôi uống ha. Hết chưa? Ăn cầm chưa? Bưng ra không nó chưa sao? Chắc không có người hả? Không đủ người thì sao? Hai cái là một phần một cặp, hai cái là 5 đồng mấy phải không? Đúng không? Hai cái là 5 đồng mấy. Thôi ăn sáng nha.